Xin chào quý khách hàng đã đến với kênh Thái Lớn Toyota. Em là Hằng, thành viên của nhóm Thái Lớn. Trước đây anh Thái đã làm nhiều clip về giới thiệu về xe, rồi cách chăm sóc xe, hướng dẫn sử dụng xe. Thì hôm nay em sẽ thay mặt nhóm chia sẻ về khi mà mình nhận xe về thì bao lâu và khi nào mình đi bảo dưỡng xe lần đầu tiên. Cũng có những quý khách hàng khi mà nhận xe mới về thì cũng có suy nghĩ là không biết là khi nào nên đi bảo dưỡng lần đầu tiên. Thì theo Toyota Việt Nam khuyến cáo thì 1.000 cây đầu tiên sau khi mà mình nhận xe hoặc 60 ngày mình nên đi đến bất kỳ Toyota nào để mình bảo dưỡng. Chúng ta nên bảo dưỡng 1.000 cây đầu tiên để làm gì ạ? Thì sẽ để cho xe của mình. Thứ nhất là lúc này mình nhà máy sản xuất ra cái xe thì nó sẽ có những cái ba dớ, thì nó sẽ làm xước động cơ của mình đó. Thì vì vậy là khi mà quý khách hàng mang xe vô để bảo dưỡng thì bên kỹ thuật bên em sẽ kiểm tra. Ngoài việc thay nhớt mới thì khi mà quý khách hàng mang xe vô bên hãng em kiểm tra thì là bên em sẽ còn những cái hạng mục, ví dụ kiểm tra lọc gió, kiểm tra máy lạnh, kiểm tra đèn, rồi rất là nhiều hạng mục theo tiêu chuẩn của Toyota. Vì vậy là nên bảo dưỡng 1.000 cây đầu tiên tại tất cả các Toyota. Và đặc biệt là riêng mua xe tại đại lý bên công ty em sẽ được miễn phí ở 1.000 cây đầu tiên này ạ. Cũng có những khách hàng muốn ủng hộ công ty em mà ngại là bảo dưỡng Toyota khác có được hay không. Em xin trả lời là vẫn được nha quý anh chị. Mình mua xe Toyota thì vẫn được bảo dưỡng tất cả Toyota trên toàn quốc. Vì vậy, quý anh chị mua xe hãy ủng hộ đội nhóm Thái Lớn nhé. Số điện thoại của nhóm là 0919 010 211 hoặc 093 123 4545. Khi đến showroom, quý khách hàng nhớ liên hệ gặp đội nhóm Thái Lớn. Và bây giờ thì em xin giới thiệu với quý khách hàng xuống bên khu vực dịch vụ để mình biết cái quy trình mình bảo dưỡng xe và những anh cố vấn dịch vụ tiếp nhận xe của mình như thế nào ạ? Em đẹp không cần son vẫn duyên thầm sinh thật sinh ra thiền. Dạ, đây là khu vực lễ tân. Khi mà quý khách hàng đến để làm dịch vụ thì bên quầy lễ tân sẽ hướng dẫn với quý khách hàng nên đến cố vấn dịch vụ bên em để tiếp nhận xe. Còn đây là khu vực cố vấn dịch vụ. Sau khi quý khách hàng mình vô gặp bé lễ tân dịch vụ sẽ hướng dẫn qua gặp những anh cố vấn dễ thương đẹp trai của bên em sẽ tiếp nhận xe của mình. Dạ, còn đây là cái khu vực chờ để quý khách hàng bảo dưỡng xe của mình ạ. Và mình có thể là mình thấy cái chiếc xe của mình là đang bảo dưỡng luôn trực tiếp luôn ạ. Dạ rồi, em sẽ mời quý anh chị cùng theo em xuống cái khu vực để mấy anh kỹ thuật bên em là sửa chữa xe của mình là làm những công việc gì ạ. Đây là khu vực bảo dưỡng nhanh. Thì bên em sẽ có rất là nhiều khoang. Thì là mình bảo dưỡng thì mình có thể là ngồi đây trực tiếp mình xem cái chiếc xe của mình đi đang bảo dưỡng như thế nào luôn ạ. Thì thời gian thì là bảo dưỡng chỉ được 45 tới 60 phút là mình có thể là bảo dưỡng xong chiếc xe của mình luôn ạ. Em xin cảm ơn quý khách hàng đã xem clip này. Thì em cũng xin tóm tắt lại những nội dung mà hồi nãy giờ em có chia sẻ như sau. Thì sau khi mình nhận xe về, khi nào mình bảo dưỡng, nên bảo dưỡng lần đầu tiên là 1.000 cây hoặc 60 ngày, và tiếp theo là 5.000 cây chúng ta bảo dưỡng kỳ tiếp theo, và sau đó là cứ năm mình cộng thêm 5.000 km để mình xe mình được bảo dưỡng thường xuyên thì mình sẽ được nhận được cái chế độ bảo hành của Toyota được 3 năm hoặc 100.000 cây đó quý khách hàng ạ. Và xe chúng ta sẽ được sử dụng tốt hơn khi bảo dưỡng chính hãng của Toyota. Khi chúng ta mua xe Toyota sẽ được bảo hành bảo dưỡng tất cả Toyota trên toàn quốc, chứ không phải là chúng ta mua xe ở đâu phải đến đại lý đó bảo hành. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại.